Việt Nam-Đức mạch 23 trận giao hữu bất bại. Thất bại trước Trung Quốc là lần đầu đội tuyển Việt Nam thua một trận giao hữu FIFA kể từ tháng 9 năm 2014. Mạch trận của Việt Nam chỉ tính ở các trận giao hữu thuộc FIFA hoặc các giải không chính thức như King Cup và không xét đến đá luân lưu. Trước khi tới Liêu Ninh, lần gần nhất đội tuyển thua một trận giao hữu là ngày 11 tháng 9 năm 2014 trên sân Mỹ Đình với thất bại 1-3 trước Palestine. Kể từ đó, đội bất bại 23 trận giao hữu cho đến khi thắng 9 Palestine trên sân Thiên Trường, Nam Định tháng trước. Trong thời này, đội tuyển thắng 16, hòa 7 trận không chính thức. Tuy nhiên, trên sân Đại Liên tối ngày 10 tháng 10, đội tuyển thủng lưới 2 bàn trong hiệp 2 từ cú sút của Bang Ki-min rồi Ulay. Việt Nam giữ bóng 63% thời lượng trận này, phung phí vài cơ hội trong hiệp 1 như pha đối mặt của tiền đạo Nguyễn Văn Toàn với thủ môn hay cú sút của Phạm Tuấn Hải chệch cột. Đội tuyển cũng lỡ cơ hội thắng trên sân của một đối thủ mạnh hơn sau 10 năm. Lần gần nhất đội làm được điều đó là thắng lợi 2-1 trước Qatar trong trận giao hữu ngày 9 tháng 10 năm 2013 trên sân Yassin Bin Hamad ở thành phố Doha. Khi đó, tiền vệ Nguyễn Trọng Hoàng lập cú đúp dưới trướng huấn luyện viên Phan Thanh Hùng. Lần này huấn luyện viên Philip Rusi không ngần ngại trao cơ hội chơi cho đội tuyển lần đầu với hậu vệ 20 tuổi Hồ Văn Cường và tiền vệ 19 tuổi Nguyễn Đình Bắc. Cả hai cầu thủ đều vào sân trong hiệp 2, nhưng Văn Cường sớm bị thay ra vì chấn thương đầu do đối thủ đấm từ phía sau. Hậu vệ 22 tuổi Phan Tuấn Tài cũng lần đầu đá chính cho đội tuyển và chơi trọn 90 phút. Đội tuyển sẽ tiếp tục tập huấn ở Đông Á, đá giao hữu kính với Uzbekistan ngày 13 tháng 10, rồi chơi trận mở với Hàn Quốc trên sân Suwon World Cup ngày 17 tháng 10. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.